Chào các bạn đến với Bạc Liêu quê hương tôi. Thì hôm nay mình sẽ quay cái tuyến đường Hai Bà Trưng nha các bạn. Thì mình đang đứng ở đường Nguyễn Huệ. Thì mình sẽ xuất phát ở đường Nguyễn Huệ này nè. Mình sẽ đi qua cái dòng xoay cầu Võ Thị Sáu và đi thẳng qua chợ đêm, đi đến cuối con đường là gặp hát Cao Vàng Lầu cũ nha các bạn. Sau đó mình sẽ đi quay trở ngược lại. Thì ở trên đoạn đường có những cái địa điểm nổi bật mình sẽ dừng lại để chia sẻ cho các bạn xem nha các bạn. Đây là ngã cái dòng xoay lên cầu Võ Thị Sáu nè, giao nhau với đường Võ Thị Sáu. Qua cái cầu Võ Thị Sáu thì mình sẽ qua đường Ninh Bình, bên phường 2 nha các bạn. Mình sẽ xuất phát từ cái dòng xoay này nè. Trước mắt các bạn đang là cái khu công tử các bạn. Khu này hồi xưa là có những cái quán ăn giống như là quán phở Bình nè, quán dịch nấu chao Anh Thư hay là quán Phương Nam. Thì hiện tại thì những cái quán này được di dời đi chỗ khác để nhường chỗ cho một dự án xây khu du lịch chỗ này các bạn. Hồi trước mình hư ăn dịch nấu chao Anh Thư nè với phở Bình các bạn. Mình đã đến chỗ nhà công tử Bạc Liêu các bạn. Đây là phía sau nha, cái khu này là khu ăn uống ẩm thực nè và hát với nhau. Khu này hàng đêm ưa có tổ chức hát với nhau các bạn. Bên đây là nhà thiếu nhi cũ, hiện tại thì đã di dời đi các bạn và nhường chỗ cho dự án của Nguyễn Kim. Phía trước các bạn đang là khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu. Hồi trước là khách sạn Bạc Liêu, bây giờ đã đổi chủ rồi, thành khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu. Thì ở đây có trung tâm tiệc cưới luôn nha các bạn. Và kế bên là Vietcombank. Và chỗ này là dòng xây giao với đường Trần Phú các bạn. Vẹo tay phải thì các bạn sẽ đi qua cầu quay và đi qua phường 5. Đây góc đường của Honda Đạt Ngọc. Phía trước các bạn hồi xưa đây là cửa hàng tổng hợp nha. Bây giờ thì là FPT và công ty dầu khí. Chỗ này thì ưa xuống xe buýt, ưa cái dừng chỗ này các bạn, xuống cái trạm xe buýt đó. Kia là mắt kính Thuận Thành. Đây là chợ đêm ẩm thực nha các bạn. Chỗ này là khách sạn Trần Vinh. Hình ảnh phía bên tay trái các bạn ra là những cái quán ăn trong khu chợ đêm. Đây là shop Trung Nghĩa các bạn, chuyên về giày dép nè, ba lô, túi, vali. Nếu quẹo tay phải thì các bạn sẽ đi vào chợ phường 3.
ở bên góc tay trái thì có quán cháo, kêu bằng quán cháo ma các bạn. Phía trước chúng ta đã đến khu trái cây nha, còn ở đây là chùa Huệ Quang. Cà phê Mia, quán cơm Khải Ký, khu này bán trái cây khá là nhiều các bạn. Đi tới cuối đường thì mình sẽ tới gặp hát cao văn lầu cũ nha các bạn. Quẹo tới phải thì các bạn có thể đi qua đường Hoàng Diệu, đi thẳng xuống chợ Cầu Sáng. Chúng ta đã đến nhà hát cao văn lầu. Do con đường Hai Bà Trưng tới hai chiều đó nên mình sẽ quay hai chiều. Phía trước các bạn đang là quán cà phê Apollo ha. Mình sẽ rẽ vào đây để mình nhìn sơ về hãng nước đá Lập Thành các bạn. Đang vào những ngày cận Tết nên những cái sạp bán đồ trang trí Tết khá là nhiều. Mình đi hướng này thì hơi bị chói sáng các bạn, chói nắng do ánh mặt trời hướng Tây nên hình ảnh có thể không được rõ cho lắm. Bên tay phải các bạn đang là trung tâm dịch vụ đô thị nha. Bên tay trái thì có bánh mì Ý Tái, một thương hiệu bánh mì khá là nổi tiếng ở Bạc Liêu. Mình thì cứ cách hai ba bữa lại là một ổ, rất là ngon. Chúng ta đang đến bảo tàng tỉnh Bạc Liêu nha các bạn. Chỗ này thì chuyên sửa chữa và bán phụ kiện xe máy. Chỗ này bán nước mía Thành Phong các bạn. Mía mà nói chung là ngày nào mình cũng làm một ly. Chúng ta đã đến công ty sổ số kiến thiết Bạc Liêu các bạn. Phía trước cũng là trạm xe buýt ha.
Cái tòa nhà đang xây dựng là Vietinbank các bạn. Ngân hàng Vietinbank nha. Các bạn có thể xem lại hình ảnh cái cửa hàng tổng hợp nha. Cửa hàng tổng hợp hồi trước thôi, còn bây giờ thì không còn cửa hàng tổng hợp nữa, mà nhiều người vẫn gọi là cửa hàng tổng hợp các bạn. Honda Đạt Ngọc, khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, dòng xây đi qua cầu quay, công ty sổ số Bạc Liêu. Phía trước là trạm xe buýt. Cái tòa nhà đang xây là khách sạn Trần Vinh nha các bạn. Rồi, đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hiện tại thì khá nhiều các bạn yêu cầu mình thực hiện video, nên mình sẽ cố gắng sắp xếp để thực hiện các video tiếp theo cho các bạn xem. Nếu mà hơi chậm trễ thì các bạn thông cảm. Cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.